Mời mọi người ghé qua nhà hàng Sao Mai Restaurant để thưởng thức món bún mắm cá bông lao. Tô bún mắm có đầy đủ heo quay, tôm mực, chả cá, nhồi ớt, cà tím. Hương vị mắm đậm đà ăn kèm với dĩa rau sống tươi xanh. Bún cá Châu Đốc hương vị đặc trưng xứ Nghệ, mùi vị xã Nghệ hòa quyện với mùi mắm Huế thấm đậm trong từng miếng cá và heo quay. Bún riêu chả cá, chả cua với đầy đủ các loại rau muống, bắp chuối và hương vị nước lèo mùi riêu cua nồng nàn hương vị quê nhà. Địa điểm 7681 Westminster, thành phố Westminster, giữa đường Beach và Hoover trong khu trà sữa Đinh Chi, điện thoại 714-248-9822.